Em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì là phiên của ngày mùng 8 tháng 5. Thì qua một thời gian cũng nghỉ cũng khá dài, thì hôm nay em lại quay trở lại để tiếp tục lên video chia sẻ đến các bác các loại lan rừng và đẹp và đang có nụ các bác nhé. Thì hôm nay em chuẩn bị được rất là nhiều loại đẹp. Thì video hôm nay thì em sẽ lên nhiều loại lắm các bác ạ. Đây em sẽ liệt kê ra nhé, cũng rất là nhiều luôn. Hôm nay thì em có Coki này. Coki thì đang có nụ các bác nhé. Đấy, Hoàng Thảo Thái Bình, đấy, hoàng nhạn 4N lá mít xếp này. Và đặc biệt hôm nay em về được một lô trầm trắng nữa các bác ạ. Trầm trắng thì hàng bây giờ còn ít lắm. Đấy, trên thị trường em cũng nhập được ít thôi. Thì hôm nay cũng chia sẻ đến các bác trầm trắng nhé. Đấy, hải yến trắng, kiếm, ai châu, đấy, hoàng nhạn, bạch nhạn. Rất là nhiều loại nữa các bác nhá. Các bác theo dõi video của em và đặt hàng ạ. Các bác hàng thì gọi điện trực tiếp với em qua số điện thoại 0394547221. Thì đầu video em sẽ lên cho các bác các cái mã của trầm trắng trước các bác nhá. Đó, hôm nay em chuẩn bị sắp xếp được rất là nhiều hàng luôn các bác ạ. Các bác theo dõi video thì đặt hàng ủng hộ cho em nhé. Đấy, trầm trắng đấy cả nhà ơi. Hôm nay về được lô trầm trắng này đẹp cực kỳ luôn các bác ạ. Giá thì em bao rẻ luôn nha các bác nhá. Đấy, đây em sẽ lên theo từng mã thôi. Nói chung là nó cũng khá đều nhau. Hàng thì hàng em tuyển từng giò rồi nên các bác yên tâm đến tay các bác chất lượng nhé. Đây, những cái bông trầm trắng này các bác này. Thơm cực kỳ luôn các bác ạ. Thật sự luôn. Đây nó chỉ nở đến vài bông thôi mà em đã đi qua cái chỗ khu vực này em đã thấy quá thơm luôn rồi các bác ạ. Đây hoa của trầm trắng nhá, bảo hành chuẩn hoa cho các bác luôn. Đấy mà các bác mua như này. Đấy thì nó cũng vừa chuẩn hoa, đấy vừa chuẩn giống lại không bị nhầm sang màu khác các bác nhá. Vì trên thị trường này thì đa số màu tím thì nhiều chứ còn màu trắng thì rất là ít luôn. Đấy, màu trắng thì rất là ít nhá. Đây các bác ơi, hoa của nó này đẹp kêu xa luôn. Đấy những bác nào ở gần thì em sẽ ưu tiên gửi những cái giò đang hoa. Đấy, bác nào ở xa thì em sẽ nhặt ưu tiên những cái giò đang nụ nhá. Đấy, vì là cả nụ cả hoa. Hàng em về thì cả nụ cả hoa. Các bác mua như này thì nó sẽ chuẩn cho các bác 100% giống luôn. Vì là nó đang nở, đang hoa rồi. Đấy, nụ thì nó là nụ xanh đét luôn. Đấy, còn hoa thì đấy, chuẩn không phải chỉnh luôn rồi các bác ạ. Đây. Đấy, các bác sẽ không bị nhầm sang màu tím nhá. Đấy, các bác mua sớm thì nhiều lúc là cứ bị nhầm màu. Đấy, hàng em đây em chia sẻ cho các bác chuẩn là trắng. Đấy. Hàng như mọi năm như em nhập ấy. Như một giò này em nhập mọi năm là nó rơi vào khoảng gần 300 rồi. Đấy, nhưng năm nay em nhập được rẻ thì em cũng chia sẻ rẻ đến các bác nhá. Đấy thì trầm trắng em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000 cho một giò thôi các bác ạ. Hàng thì đã thuần vườn, đang nụ, đang hoa và đang lên cả mầm gốc nữa các bác nhá. Đấy. Nên các bác sưu tầm để ủng hộ cho em 180.000 cho một giò này các bác này. Rất là đẹp luôn nhá. Đang lên mầm gốc, đang nụ, đang hoa. Đẹp lắm các bác ạ. Đây các bác nhìn này. Đấy. Tuyệt vời luôn, hàng thì hàng đang nụ đang hoa. Đấy, đang lên mầm nữa các bác nhá. Đang lên mầm nữa. Đấy các bác lấy thì em sẽ chia sẻ đến các bác là 180.000 một giò. Đấy ạ. Bảo hành hoa trắng cho các bác nhá. Đấy, đây đang nụ luôn này. Đấy, những cái thân này nó đang xuống đá để nó ra hoa đấy các bác ạ. Đây, mầm gốc lên chi chít luôn rồi. Các bác về nuôi thì cực kỳ thích luôn vì nó là hàng chuẩn giống. Đây là hàng đang nụ này. Đấy, thân rất là dài đang nụ nhá. 180.000. Đấy, rất là đẹp. Đây, các bác cứ xem qua vài bảng này, vài giò nhá. Hàng thuần hết rồi, các bác không phải lo đâu. Đấy, mầm gốc lên tua tủa rồi đây này. Qua một cơn mưa hôm qua thôi mà em đã thấy mầm gốc đã lên rất là xanh rồi. 180.000 nhá. Bác nào lấy thì ủng hộ cho em nhá. Đấy, rất là đẹp. Đây, đang nụ nữa này. Đấy. Ok chưa ạ? 180 cho một tò nhá. Em cũng chỉ có số lượng ít thôi, cũng không có nhiều ạ. Tiếp theo, đấy là trầm trắng nha các bác nhá. Trầm trắng, em cũng chỉ có số lượng nhiêu đây thôi. Đấy, các bác ủng hộ cho em mỗi người một vài giò nhá. Cũng là gần cuối vụ rồi. Đấy, còn sót lại được một ít trầm trắng thôi. Vì trầm tím thì em còn nhiều lắm. Đấy, nhưng mà cái trầm trắng này thì nó ít. Ít lắm, thật sự là quá ít luôn. Đấy, 180.000 một giò nhá. Đấy, bác nào đặt hàng thì gọi điện qua cho em. Tiếp theo em sẽ lên Coki đi. Lên tiếp các cái mã hàng Coki. Đây. Coki thì toàn bộ hàng đang có nụ. Đó, đi công việc về thì thấy Coki lên nụ rất là dài rồi các bác ạ. Đấy, cô đấy Coki chuẩn giống chuẩn hoa cho các bác nhá. Em sẽ lên qua cái mặt hoa cho các bác ngắm qua này. Nở tại sân vườn nhà em luôn này các bác này. Đấy, bông cô đấy Coki của nó bông tím nhá các bác nhá. Hoa cực kỳ thơm luôn. Đấy, cái dòng Coki này nó là dòng dáng hương. Đơn thân nên là hoa là cực kỳ thơm các bác ạ. Đấy, cô đấy Coki nhá. Bác nào mà chưa có giống thì các bác có thể ủng hộ cho em. Em bán cái giá thì thật sự với các bác là
bao giá hợp lý cho cả nhà luôn. Đấy, bao giá hợp lý luôn. Những chỗ vườn khác cũng giá thì còn cao hơn nhà em nhiều các bác ạ. Đấy, nhưng mà em bán cái giá để hợp lý thôi, vì là của nhà trồng được, bán cái giá hợp lý các bác nhá. Đấy, toàn bộ cây nào cũng đang có nụ rồi các bác này. Đây này, nụ này, nụ này. Đấy, nụ này. Nói chung là nó nhiều nụ lắm. Đây các bác này, cây này cũng nụ nhá. Hai cây gì, hai cái chậu này đẹp lắm này. Đấy, cái chậu mã 1 này là hai cây rất là to xếp nhá. Đây, cái chậu này đẹp nhất này. Đây, em quay mặt sau cho các bác xem cây to này nữa này. Đây, ok chưa? Đấy, cái chậu mã 1 Koki này là cây chậu to nhá. Bác nào lấy chậu này em chia sẻ cho các bác với giá là 1 triệu 3 nhá. 1 triệu 3 cho chậu này, Koki chậu to. Đấy, Koki VIP chậu to hai cây này nhá, 1 triệu 3 nhá. Đấy là mã 1. Mã 2 này, mã 2 là một cây đây. Nói chung là cái dòng Koki này là dòng lá to các bác nhá. Lá to, đang có nụ đây. Như chậu này luôn này. 1 nụ, 2 nụ này, 3 nụ này. Đếm qua qua là khoảng 3-4 nụ gì đấy. Đấy, mã 2 này em chia sẻ cho các bác với giá là 550.000. 550.000 cho chậu mã 2. Chậu mã 3 là chậu 2 cây rất là đẹp luôn các bác nhá. Đấy, đây. Chậu mã 3 em chia sẻ cho các bác với giá là 1 triệu 2. 1 triệu 2 cho mã 3 nhá. Đấy, mã 3 cho 1 triệu 2. Đấy là Korat Koki ạ. Tiếp theo em sẽ lên nhạn đi. Đây, có các chậu nhạn. Chậu hoàng nhạn lá xếp nha các bác nhá. Hoàng nhạn lá xếp toàn bộ cây nào cũng đang có nụ rồi cả nhà ơi. Cây nào cũng có nụ luôn nha. Em sẽ lên cái mặt hoa cho các bác xem qua này. Đấy, hoa của nó đây. Hoa vàng lưỡi tím, bông rất là thơm các bác nhá. Bông rất là thơm luôn. Đấy, cực kỳ thơm. Nữ hoàng hương sắc mà. Đấy, thì em sẽ lên đây có một cái chậu này thì do nói chung là ít chăm nên nó cây nó hơi cằn, nhưng mà về các bác chơi thì rất là thích luôn nhá. Nhìn cây hơi cằn thôi nhưng mà sức khỏe thì mãnh liệt luôn các bác ạ, vì do em cũng không chăm được mấy nên là nó hơi cằn. Đấy, cái chậu này thì nó có hai cây, cây bên này thì nó không được đẹp cho lắm phải gọi là không được đẹp cho lắm, nhưng mà cây bên này thì rất là xếp đẹp này và đang có nụ nha các bác nhá, đang có nụ. Đấy, thì cái chậu nhạn to này thì em chia sẻ cả hai chậu này với giá là 300.000 nhá. 300.000 cho cái chậu này là chậu nhạn 1 này. Nhạn 2. Nhạn 2 cây này là cây lá xếp đang có nụ này. Mã 2 em chia sẻ cho các bác với giá là 180.000. 180.000 cho chậu mã 2. Chậu mã 3. Chậu mã 3 là cây to xếp này. Đấy, đang có nụ này, chậu này 185 cho mã 3. Đấy. Mã 4 là một chậu 3 cây. Chậu 3 cây này em chia sẻ cho các bác với giá là 600k cho chậu này là chậu 3 nhá. Chậu 3 cây là 600. Mã này là mã đôi cây. Mã đôi cây này em chia sẻ cho các bác với giá là 380.000. 380.000 cho chậu này là chậu cây đôi nhá. Tiếp theo em có quả hoàng cam. Quả hoàng cam này thì em có 5 mã để chia sẻ đến các bác. Hàng toàn bộ là hàng nguyên rề nguyên búi, rất là đẹp luôn các bác ạ. Hoa cực kỳ thơm nhá, hoa đẹp nhá các bác nhá. Đấy, cái dòng này thì nó hoa thơm, nó mùi em như nó nở tại nhà em thì em ngửi nó mùi như kiểu mùi một vỏ cam ấy. Đấy, nó có cái mùi thơm đặc biệt và có cái màu rất là rực rỡ đây các bác này. Đấy, rất là rực rỡ, màu hoa thì rực rỡ luôn. Thơm thì nó sẽ không được bằng những cái bọn giáng hương. Đấy, nhưng mà vấn đề là cái hàng này thì hoa nó rất là rực rỡ các bác nhá. Và hàng toàn bộ là hàng nguyên rề đang có ở đây. Đấy, hàng thuần vườn đang đẻ rất là nhiều con cây mẹ nhá. 420.000 cho một dày. Dày này là dày mã 1 các bác nhé. Dày hỏa hoàng cam mã 1 là 420. Hỏa hoàng cam mã 2. Đây các bác nhìn này, xếp này. Đẻ rất nhiều con này. Mã 2 420. Mã 3 này. Mã 3 này cũng 420. Mã 4 này. Đẹp chưa? Cái mã này siêu phẩm luôn này. 420.000 cho mã 4. Và mã 5 nguyên một búi gồm siêu nhiều con luôn các bác này, siêu nhiều con luôn, 420.000 cho mã này là mã 5. Đấy. Tiếp theo, em có đây. Có 5 cái con trâu này là con trâu em bóc được ở cái giò kia, nó hơi to, khúc gỗ nó nặng quá em không gửi được nên là em bóc ra nhá. Đấy, bán cái giá thanh lý cho các bác, thanh lý gọi như thanh lý rẻ. 1 2 3 4 5, có cả hồng cánh sen, có cả đỏ các bác nhá. 5 con trâu này em để cho các bác với giá là 70.000 thôi. Đấy. 15.000 một cây, 75.000. 75.000 các bác nhá. Về các bác ghép thoải mái luôn. Đấy, thanh lý cho các bác, bác nào lấy được cái mã này về trồng được một giò lên 5 cây quá đẹp luôn này. Hàng này giá thuần vườn rồi. Đấy, 75.000 cho chỗ trâu này là có hồng cánh sen có đỏ nhá. Đây con này con hồng cánh sen này. Đấy. 75.000 cho mã trâu này. Và có hai cái
khóm trầm tím lá biên này, đẹp lắm. Đấy, mầm lên rất là lực luôn các bác ạ, mầm lên lực nhá, thân rất là to mập này, to như ngón tay cái đấy các bác này. Đấy, hai cái khóm này bác nào lấy em để với giá là 60.000 cho hai cái khóm trầm tím biên này. Và đây em có cái mã này là mã cáo đôi 4, 5 ngọn cáo này, 5 ngọn cáo này. Đấy, với một cái nhánh kiếm. Đấy, cái mã này bác nào lấy em để với giá là 80.000 nhá, 80.000 cho 5 ngọn cáo và một cái khóm kiếm này là 80.000 cho cái mã này. Bác nào lấy thì báo em nhá. Tiếp theo em lên đây, em có một cái giò hoàng thảo Thái Bình. Một cái dề này là bóc rừng rất là đẹp luôn các bác ạ. Mầm lên chi chít mầm luôn này các bác nhìn này. Đẹp lắm, có một dề duy nhất thôi. Bác nào chưa có cái hàng này thì các bác ủng hộ cho em nhá. Vì em chỉ có một dề thôi ạ. Và đang có nhiều nụ luôn. Nhiều nụ luôn các bác nhá. Hoa của nó đây. Em lên cho các bác xem cái hoa của Thái Bình này. Các bác chỉ có phê thôi các bác ạ. Nhìn phê luôn. Đấy, bông của nó cực kỳ to luôn các bác nhá. Đây em lên cái mặt hoa này. Đây các bác này. Bông to lắm, đây nó mới trúng thôi. Mắt đen xì luôn các bác nhá. Huyết mà mắt của nó là màu nhung nhung ấy. Em thấy nó kiểu bắt màu cái lưỡi này của nó là lưỡi bông tuyết. Đấy, lưỡi nhung. Xong này hai cái con mắt đen xì như mắt trâu luôn các bác ạ. Quá đẹp luôn. Đấy, là một cái loại đáng để sưu tầm. Và cái hàng này thì nó gần như là khỏe nhất trong các loại hoa lan. Các bác có thể cho ăn nắng để từ 90, 80 đến 90 đến 100% luôn. Em thấy có những bác mua những cái bao nhiêu cái dề này về ghép lên cây tươi, treo ngoài nắng, nó lên rất nhiều hoa luôn các bác ạ. Hàng này thì nó khỏe lắm rồi. Các bác đã biết độ khỏe của nó rồi. Thì em có một dề duy nhất này to thôi, 250.000 nhá. Nhiều lụ lắm các bác ạ. Đây các bác nhìn này. Lụ nó là lụ thành từng chùm, bông to như là cái miệng cốc miệng bát luôn đấy các bác ạ. Bông một cái bông của nó thôi nở đã rất là to rồi. Đấy, em có một dề duy nhất này nhá, 250.000. Nó là nguyên một dề đấy các bác ạ, dề to lắm chứ không phải dề bé đâu. Nó lên bao nhiêu mầm gốc nữa rồi. Thân thì thân dài cả mét luôn ý. 250 cho dề này. Và em có một cái giò này thuần lâu năm rồi. Đây này, cái giò Thái Bình này to nhiều mầm này. Cái giò này thì em chia sẻ cho các bác với giá là 350 nhá, siêu to khổng lồ luôn, nhiều mầm lắm. Để chỗ góc này quay nó hơi tối. Đây các bác nhìn nó siêu nhiều luôn. 350.000 cho giò Thái Bình này các bác nhá. Đó. Và đây có hai cái chậu cẩm cù hay còn gọi là lan hoa sao. Cái hàng này thì nó là hoa quanh năm rồi. Cực kỳ khỏe. Đó. 180.000 cho một giò, 180.000 cho một chậu. Đấy, một chậu của nó thì ghép tròn như quả địa cầu này này các bác này. 180 nhá. Bác nào lấy thì chốt cho em. Tiếp theo em sẽ lên nhạn tháng 8. Đây, nhạn tháng 8 rừng Gia Lai, hàng chuẩn xịn luôn các bác nhá. Hàng này thì nó có cực kỳ ít luôn, vào danh sách đỏ rồi các bác ạ. Giá thì cũng không rẻ đâu các bác ạ. Nói chung là giá tháng 8 thì không có rẻ đâu. Mọi người bán lừa tháng 4, tháng 8 thì em không rõ, nhưng mà còn cái giá tháng 8 thật sự thì giá nó cũng rất là cao các bác ạ. Đó, thì em sẽ là hàng lên cho các bác là hàng toàn bộ là hàng tác phẩm đã lên gỗ căm xe đây các bác này. Đấy, hàng tác phẩm lên gỗ căm xe, ít cây nhưng mà cây chất lượng, cây đẹp các bác nhá. Đấy, thì em sẽ lên cái mã 1 này. Đấy, mã 1 này là một cây tháng 8 lá xếp hàng Gia Lai. Đấy, em chia sẻ cái mã này với giá là 1.1 triệu các bác nhá. 1.1 triệu cho chậu này là chậu mã 1. Chậu mã 2 là một cây siêu to khổng lồ luôn các bác ơi. Đấy, cũng đã lên gỗ căm xe. Đây các bác nhìn cái khúc đằng sau này, đẹp chưa? Đấy, đã lên gỗ căm xe và cái chậu gỗ căm xe luôn nhá. Đấy, các bác nào chơi cái tác phẩm này thì bền muôn thủa luôn. Đấy, gỗ căm xe này các bác biết rồi, nó chơi được và đến cả chục năm không mục luôn đấy ạ. Mã này bác nào lấy em chia sẻ với giá là 2.1 triệu các bác nhá. 2.1 triệu cho chậu này là chậu nhạn tháng 8 mã 2. Đấy. Tiếp theo em lên một loại hàng tiếp theo hôm nay là có tam bảo sắc hoa trắng. Tam bảo sắc hoa trắng thì toàn bộ cây nào cũng có nụ luôn các bác ơi, nụ lên rất là đẹp rồi. Đấy, trước thì em bán nụ nó nhỏ, bây giờ nụ nó rất là to đẹp rồi các bác nhá. Các bác nhìn rõ luôn rồi. Đây em sẽ lên cái mặt hoa nở tại vườn nhà em, khách nhà em luôn này các bác này. Ồ. Đây các bác này. Đây, đẹp chưa? Nhìn rất là thanh tao luôn các bác ạ, nhìn nó đơn sơ thôi nhưng mà thơm cực kỳ luôn các bác nhá. Đấy, các bác treo trong phòng thì nức mũi luôn, hơn cả nước hoa luôn các bác ạ. Đây. Đấy. Tại nhà khách của nhà em luôn các bác nhá. Hoa cực kỳ thơm. Đấy, bông nhìn trông mướt mượt mượt luôn các bác ạ. Đấy, thì em sẽ lên cái chậu cây đơn như này. Cái chậu này là chậu mã 1 này. Em chia sẻ với giá là 300.000 cho chậu mã 1. Chậu mã 2
Chậu này thì có một mẹ và đẻ ba con rồi. Đấy, cái mã này thì cây mẹ nó hơi cong nhưng mà cây nó lên rất là khỏe luôn các bác nhá, đẻ cả con nữa rồi. Đấy, đang nụ đây. Chậu này 280.000 cho chậu mã 2. Chậu mã 3 này, chậu mã 3 này hai cây xếp đẹp chưa các bác ơi? Quá đẹp luôn nhá. Chậu này em chia sẻ với giá là 750 cho chậu mã 3. Đấy, chậu mã 4 này, chậu mã 4 cũng đang có nụ hết rồi, hai cây xếp đẹp nhá, 750 cho chậu mã 3 à mã 4. Đấy, mã 4 này là 750 nhá. Tiếp theo em có các cái mã của Đai Châu hồng gấm. Cái màu này thì nó là cái màu mới. Đấy, hoa của nó cũng rất là đẹp và thơm các bác ạ. Đây, em sẽ lên cái mặt hoa này. Đây các bác ơi, hoa của nó đây. Màu rất là lạ, thơm lắm các bác nhá, thơm lắm, thơm cực kỳ luôn. Đấy, thì em sẽ chia sẻ hồng gấm này với giá là 220.000 cho một cây. 220.000 cho một chậu hàng thuần vườn. Đấy, hàng này thì một năm nó cũng nở được nhiều đợt, nó chứ nó không phải nở đúng Tết đâu. Đấy, nghĩa là nó không phải là nở chỉ duy nhất Tết mà nó còn nở đúng Tết và nở nhiều đợt trên một năm nữa các bác nhá. Đấy, 220.000 cho một chậu Đai Châu hồng gấm. Kiếm xanh Huế các bác nhá, kiếm xanh Huế, hàng này hàng chuẩn hoa. Em chia sẻ hôm nay với giá 150 cho một chậu thôi cả nhà ơi. 150 cho một chậu nhá. Đấy, bác nào lấy kiếm xanh Huế thì ủng hộ cho em 150 một chậu. Em lên Bangkok đỏ. Bangkok đỏ thì em chia sẻ đây, cái mặt hoa đây các bác này. Hoa nở tại vườn này. Đấy, Bangkok đỏ hàng siêng hoa nhá. Em chia sẻ là 350 cho một chậu. Hai cây lá xếp như này. 350.000 cho một chậu nhá. Đấy. 350 cho một chậu gồm hai cây lá xếp. Em có hai cái chậu của gà trắng, đùi gà hoa trắng, hàng đột biến hoa trắng tinh. Đấy, có hai mã thôi để chia sẻ đến các bác giống nhá. Đấy, chậu mã 1 này em chia sẻ cho các bác với giá là 350.000 cho chậu mã 1. Chậu mã 2 to hơn này, nhiều hơn này. Đấy, 400 cho chậu mã 2. Đấy, bác nào lấy gà trắng thì ủng hộ cho em. Và em có hai cái con hồng cánh sen, Đai Châu hồng cánh sen. Con châu mã 1 này. Đấy, lá mít bản lá siêu to luôn. Đấy, con 1 em chia sẻ với giá là 300k cho chậu mã 1. Chậu mã 2 nó là con size VIP, size to, lúc Tết em bán là hơn 1 triệu đấy. Đấy, bây giờ thì cây này nó hơi bị khô thì lá đây em đã cắt rồi, đã xử lý khô rồi các bác nhá. Đấy, cây này thì em chia sẻ cho các bác giá lỗ luôn, 550 nha cả nhà nhá, 550. Đây, lá to như bàn tay này các bác này, 550 cho con này là con hồng cánh sen mã 2. Em có các cái mã của hoàng nhạn 4N, hàng lá mít xếp. Đấy. Em chia sẻ cái chậu này là chậu mã 1 này này, chậu này là có 3 cây tất cả đây các bác này. 1 2 3 này. Toàn bộ là cây lá mít xếp nhá. Chậu mã 1 em chia sẻ với giá là 1 triệu 2. Đấy, chậu mã 2. Đây chậu mã 2 này, đẹp chưa? Chậu mã 2 cũng 1 triệu 2 này, 1 triệu 2 cho chậu mã 2. Và em có cái lũa tác phẩm này. Đây, lũa tác phẩm đây. 3 cây siêu đẹp luôn các bác nhá. 1 triệu 600.000 hôm nay chia sẻ đến các bác là 1 triệu 600k nhá cho chậu cái gió tác phẩm mã 1 này. Gió tác phẩm 5 cây này thì em chia sẻ với giá là 2 triệu 8 nhá. Hôm nay chia sẻ đến các bác là 2 triệu 8. Đấy, gió tác phẩm 5 cây. Đấy. Gió tác phẩm 3 cây em chia sẻ với giá là 1 triệu 6 nhá, 1 triệu 6. Đấy thì thời lượng video của nên là kết thúc nhá. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em. Video hôm nay hơi dài thì các bác cố gắng theo dõi video của em và đặt hàng ạ. Xin chào và gặp lại các bác những phiên video tiếp theo nhé.